Anh Tuấn Khang hả? Bảo Dung, con tới chơi hả? Con chào bác. Chị em con tới đây để tìm anh Tuấn Khang. Anh Tuấn Khang ở nhà không vậy bác? Anh Tuấn Khang đang trên đường đi ra sân bay để đi Úc du học rồi. Ủa, anh không có nói gì với chị hết hả? Em nói cái gì? Anh Khang, anh lên máy bay đi Úc du học hả? Dạ. Chị hai, chị có sao không? Em đã linh tính rồi mà, chị không có nghe em. Đúng là sở canh. Có chuyện gì vậy con? Con tìm thằng Khang có chuyện gì? Bộ, nó gây ra chuyện gì hả? Chị à, có thể là máy bay vẫn chưa cất cánh đâu. Chị đi với em ra sân bay, hy vọng lần sẽ còn kịp. Chị đợi em nha. Tài à, có thể chạy nhanh hơn được nữa không? Được con. Anh à, anh có thể chạy nhanh hơn được nữa không? Em trễ rồi. Đèn đỏ mà cô, đường đông lắm, chạy nhanh không được. Có chuyện gì vậy em? Alo, anh Hai hả? Anh khoan hẳn lên máy bay nha. Em có chuyện hệ trọng, cần phải giải quyết với anh đó. Alo, anh Hai. Anh Khang, đâu hả? Ủa Đức anh? Dạ. Trời ơi, khỏe không? Dạ khỏe. Lâu quá không gặp em. Dạ. Đâu vậy anh? Anh đi Úc. Đi Úc hả, làm gì? Đi du học. Trời ơi, lớn nhanh mà đi học gì nữa. Học thì kiến thức chứ. Em đi đâu đây? Dạ em đi xin thăm già. Vậy hả, khi nào về? Đi có 1 tuần à. Còn anh? Vậy? Anh hả? Được rồi, lâu quá. Chắc cỡ 2-3 năm gì đó, chưa biết nữa. Vậy hả? Thôi cho em số điện thoại của anh đi, có gì anh em liên lạc. Đây, có gì gọi anh nha. Dạ. Nè, chắc là bệnh trốn con nào đúng không? Đâu có đâu, đi học mà bậy mà. Em còn lạ với anh nữa. Dạ rồi, anh bận rồi, anh đi trước nha. Ok anh. Có Zalo cho anh. Dạ. Bye. Ok, chào anh. Anh xin lỗi, anh thật sự chưa sẵn sàng để có một cuộc sống gia đình nghiêm túc với em. Quên anh đi. Tất cả, anh là anh của tôi, nhưng anh cũng là một tên khốn nạn. Chị Bảo Dung, anh Tuấn Khang, chị Bảo Dung, chị tỉnh lại đi, chị Bảo Dung.
Chị hai, chị sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Bác thay mặt thằng Khang xin lỗi con. Bác cũng không ngờ là nó gây ra chuyện này cho con. Nó gây ra chuyện này thì nó cũng không trốn tránh được cả đời đâu. Còn đứa bé là vô tội, nó sẽ được nuôi nấng chăm sóc tử tế. Con đừng có lo gì hết. Chị à, chị yên tâm đi. Đợi anh qua tới bên đó, em sẽ liên lạc hỏi cho ra lẽ chuyện này. Thế giới bây giờ nhỏ lắm, anh cũng không có chạy được đâu đâu. Chị à, chị đừng có lo nha. Con cảm ơn bác. Cảm ơn em đã quan tâm. Nhưng mà bây giờ con không thể nào suy nghĩ được chuyện gì nữa. Con muốn ở một mình. Chị à, chị nằm nghỉ thêm một chút nữa đi. Em cũng có chuyện muốn nói với chị. Chị cảm ơn em. Chị biết gia đình của mình là người tốt, nhưng thực sự bây giờ chị chỉ muốn ở một mình thôi. Chị hai, chị hai muốn về nhà hả? Để em đưa chị về. Em đi về trước đi, chị không muốn về nhà. Chị hai muốn đi đâu? Để em đưa chị đi. Làm ơn đi. Sẽ nâng niu tình anh. Chị hai, chị hai, chị hai. Bà Minh. Một ngày em đã bước qua bao nhiêu vui buồn, chết ngất men say tình yêu. Nhưng dấu yêu xưa giờ đây khuất xa xa mờ. Trách ai kia tình yêu em ra đùa chơi, dẫm lên hoa hồng gái men say tình xa vắng rồi. Bàn chân em qua bóng tối, những toan tính trong phút giây đã xa gột ngàn. Chung khơi đường về đêm đêm kế bước, voi con đứng trong vơi, và em nhận ra mình em trong bóng đêm buồn. Tình cơn gió cát cuốn in dấu chân người, và cơn phong ba bao tan gió trên mộng đài. Đừng rời xa anh nha. Em có biết là lần đầu tiên gặp em, cái trực giác của anh mách bảo rằng nếu như không phải là cô gái này thì sẽ không là một ai khác, sẽ làm vợ, làm mẹ của các con anh được. Bảo vô mình, nếu như có thể, anh xin em hãy biến ước mơ của anh trở thành sự thật nha. Anh cần có một người vợ, một gia đình thật sự, để anh còn lo cho công việc của nhà, gia đình và chính bản thân của mình nữa. Trên cát con sông cuốn đã trôi đi theo dòng đời. Chắc chiều những lời ru buồn và ngọn nến mãi lung linh trong hồn. Sẽ nâng niu tình anh
trong hoài mơ. Lối em đi đường đêm mịt mù sương khói mờ. Một ngày em đã bước qua bao nhiêu vui buồn, chết ngất men say tình yêu. Nhưng dấu yêu xưa giờ đây khuất xa xa mờ. Trách ai kia tình yêu em ra đùa chơi, dẫm lên hoa hồng gầy men say tình xa vắng rồi. Và chân em qua bóng tối, những toan tình trong phút giây đã xa hơn ngàn chung khơi. Anh tặng cho em đó. Sao lại tặng quà cho em? Nhân dịp sinh nhật. Không phải đâu, hôm nay không phải là sinh nhật của em. Sinh nhật của anh. Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của anh thiệt hả? Sao anh không cho em biết? Em không có chuẩn bị gì hết á. Được ở bên cạnh em như vậy là món quà lớn nhất của anh rồi. Vì anh quá yêu em, cho nên anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Em hãy cho anh cơ hội để anh thực hiện tình yêu của anh dành cho em nhé. Chúng ta sẽ là vợ, là chồng. Chúng ta sẽ có những đứa con thật là dễ thương. Chúng ta sẽ là một gia đình thật là hạnh phúc. Bây giờ cuộc đời của em là của anh rồi. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Anh biết trách nhiệm của mình là như thế nào mà. Không biết gì vậy, có sao không nữa? Tất cả là tại tôi mà. Nếu tôi nói cho chị ấy biết về bộ mặt thật của Tuấn Khang thì chị ấy đã không ra nông nổi này rồi. Cũng không có tự trách mình như vậy được. Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, không thể can thiệp quá sâu. Nhưng vấn đề của em lo ngại đây là chị hai tính quá yếu đuối và mong manh. Em không biết làm cách nào để giúp cho chị hai nữa. Con à, nếu như con chưa nói được bây giờ thì thôi vậy, để lúc khác rồi hả nói. Con không có sao hết á. Thưa bà, thưa mẹ, con xin thưa với ba mẹ chuyện này. Vì chuyện này cũng không để lâu được. Ba mẹ có nhớ là cách đây một thời gian con có nói với ba mẹ là con đang có chuyện vui trong tình cảm. Ba mẹ nghe nói con có người yêu mới thì ba mẹ cũng mừng lắm. Ba mẹ tin tưởng ở cái sự lựa chọn của con mà. Chắc chắn đó là người tốt. Phải, con đã tin tưởng với người đàn ông đó. Nhưng mà bây giờ Tụi con chia tay rồi ba mẹ ơi. Trong tình yêu á, không nói trước được điều gì. Để thành vợ chồng với nhau á, thì cũng phải có duyên có nợ con à. Thôi, con đừng có đau buồn lắm mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha con. Trong tình duyên á, làm gì làm cũng phải có gặp trắc trở. Thôi, ba mẹ không có hối thúc con nữa đâu. Con cứ thoải mái mà lựa chọn đi. Chắc chắn thế nào con cũng sẽ gặp được người phù hợp với con mà. Hả? Đúng không bà? Hả con? Không đâu ba mẹ ơi, con đã có thai với người ta rồi.
Sao? Có thai hả? Không sao đâu con. Đứa bé dù gì nó cũng là máu mủ của gia đình mình. Con đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con đi vô trong con nghỉ đi. Tại vì con nói như vậy là ba mẹ hiểu rồi. Tại vì con nói đột ngột quá, cho nên ba mẹ cũng chưa có chuẩn bị tâm lý. Vậy thôi. Không sao đâu con. Con đi vô trong nghỉ đi con. Mẹ, con xin phép mẹ. Coi như là tôi đền đáp những cái gì công lao của bà và đã đối xử với tôi bao nhiêu năm qua. Bà làm ơn đi. Bà làm ơn bà ký cho tôi đi. Lần này thì tôi thương người ta thật lòng rồi. Tôi không muốn mẹ con người ta khổ nữa. Tôi với bà lấy với nhau bao nhiêu năm qua đó, chỉ có cái nghĩa thôi, chứ yêu đương gì đâu. Rồi bây giờ con cái của mình đã lớn khôn hết rồi, tự nó lo liệu được mà. Thôi thôi, bà... thôi. Ông đừng nói tiếp nữa. Được rồi, để tôi ký. Tôi ký cho yên chuyện. Để tôi ký. Tôi cảm ơn bà. Bao nhiêu năm qua đó, nếu tôi có cái gì sai đó, bà đừng để bụng nha. Cảm ơn bà. Mẹ à, mẹ đừng có buồn nữa. Con biết thời gian đầu mẹ chưa quen nên mẹ sẽ cảm thấy bị sốc lắm. Nhưng từ từ mọi thứ mẹ sẽ thấy rất bình thường. Mẹ hãy tin là rồi đây mẹ con mình sẽ sống trong bình yên. Vì luôn có con. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Mà mấy bữa nay không có liên lạc được với ảnh gì ta. Chị hai. Chị hai, mấy bữa nay chị có gặp chị Trang Anh không? Chị thân với chị, chắc chị sẽ nói thật với chị. Chứ em thấy dạo này chuyện tình cảm của chị cứ thật thật giả giả, không biết đường đâu mà lần. Chị hai. Hả? Chuyện gì? Nãy giờ chị có nghe em nói không? Có. Mà em nói chuyện gì vậy? Trời đất ơi, em hỏi chị là dạo này chị có gặp chị Trang Anh không? Trang Anh đó hả? Không có. Lúc này chị nghe nó nói là nó bận túi bụi làm live show mà.
đâu có thời gian đâu mà gặp chị. Chị không thấy là dạo này báo chí cứ đăng tùm lum cái chuyện tình cảm của chị hả? Cũng có thấy, nhưng mà đó giờ Trăng Anh nó lại như vậy mà, có gì đâu mà em thấy lạ. Nhưng mà từ đó tới bây giờ chị Trang Anh có lấy cái chuyện tình cảm mà đăng loạn xạ trên báo chí như vậy đâu. Mà cho dù chị có đi với ai đi chăng nữa thì mình cũng biết là chị với anh Duy Tân yêu nhau mà. Nói với anh Duy Tân chia tay thật rồi. Vậy còn vụ của Tony với Đại Phát thì sao? Xem hỏi chị chuyện đó, em phải đành hơn chị mới đúng chứ. Em làm việc suốt bên nó mà. Em thấy chị gặp ai cũng cười cười nói nói, làm sao mà em biết được. Với lại em cũng đâu có thể hỏi sâu vào chuyện tình cảm của chị. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Anh đã bàn với ông Phương sẽ tổ chức một cuộc họp báo, và bữa đó đích thân anh sẽ đứng ra để nói lên tất cả vấn đề, đem lại sự trong sạch cho em. Em nghĩ là không cần thiết phải như vậy đâu anh. Mấy cái scandal kiểu đó thì thiếu gì. Em nghĩ khán giả sẽ không vì vậy mà tẩy chay em đâu. Em thấy thật sự là không cần thiết à? Nhưng mà em có thấy ổn không? Em ổn mà, anh đừng có lo. Cái điều mà em lo lắng nhất, em quan tâm nhất, đó là live show có được diễn ra hay không. Nhưng mà điều đó thì anh đã giúp đỡ em rồi. Em thấy nếu như mà mình có scandal như vậy thì càng hay nữa. Em sẽ tung ra một cái tin là trong live show của ca sĩ Trang Anh sẽ bật mí cái chuyện lùm xùm tình cảm. Lúc đó thì khán giả sẽ càng hiếu kỳ đến xem live show của mình nhiều hơn nữa. Thì công nhận là em rất là thông minh. Vậy mà anh cứ tưởng là em bị suy sụp rồi chứ. Lúc đầu khi mà Tony xử sự với em như vậy á, thật sự là em cảm thấy rất là sốc. Nhưng mà cũng may là từ trước tới bây giờ em chưa bao giờ nghĩ là Tony đặt tình cảm vào em quá nhiều. Em chưa bao giờ tin vào tình cảm của Tony hết. Cho nên là em cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Vậy còn chuyện tình cảm của anh, em có cảm nhận được điều đó không? Em biết là anh rất là quý em. Và em cũng tin đó là tình cảm thật. Anh rất là hy vọng sẽ trở thành cái người bí ẩn của em. Em rất cảm kích vì anh đã giúp đỡ em. Nhưng mà em chưa muốn dính dáng vào chuyện tình cảm nữa. Cái hợp đồng mà để anh tài trợ cho live show của em á thì anh đã ký rồi. Và hồi sáng này anh cũng đã chuyển tiền xong. Tất cả mọi chuyện anh đã chứng minh cho em thấy đó là tình cảm của anh. Và hơn thế nữa, anh cũng cho em thấy là sự bảo bọc của anh đối với em như thế nào. Vậy thì em còn cần ở anh cái điều gì nữa? Em cần thêm thời gian. Em xin anh hãy cho em thêm thời gian để em suy nghĩ. Em không cần phải suy nghĩ nữa. Anh thật lòng đối với em, chứ không phải như cái dạng của Tony tìm cách gì đó để lường gạt em. Anh không phải. Anh muốn làm tất cả cho em, làm tất cả cho em. Chấp nhận anh đi, anh sẽ lo cho em tất cả, tất cả cái gì em muốn, hơn cả Tony. Nha, nha. Lại trời lại Phật, cho live show diễn ra nhanh chóng một chút, cho bộ thiết kế của em được đến với công chúng nhanh nhanh một chút. Chị Hai. Hả? Thì để bữa nào rảnh đi, chị hẹn Trang Anh ra rồi hỏi chuyện cho em nha. Dạo này em thấy chị cứ sao sao á. Chị đừng có nói với em là chuyện tình cảm của chị cũng có vấn đề nha. Làm gì có. Ê, Bảo Minh, em cho chị mượn điện thoại được không vậy?
anh hả? Là em nè. Sao mà em gọi điện thoại cho anh bằng số của em không được vậy? À, chắc mấy anh bận. Anh vừa mới nói chuyện điện thoại với bạn xong. Nhưng mà cả mấy bữa nay luôn, em gọi cho anh cũng đâu có được. Mấy hôm nay gia đình anh xảy ra nhiều chuyện quá. Anh buồn nên không muốn nói chuyện với ai hết. Em xin lỗi nha, em không có biết. Anh không muốn làm em lo lắng thôi. Vậy chiều nay anh có rảnh không? Anh đi uống nước với em nha. Ok em, chiều nay gặp nha. Anh cũng nhớ em lắm. Bye bye anh. Chị là không có gì hết á. Ổn mà. Ổn rồi. Anh, cho mẹ con em cảm ơn anh nha. Ủa sao lại cảm ơn anh? Thì cảm ơn anh đã yêu thương em thật lòng, cho nên mới ly dị với vợ lớn để cưới vợ bé đó. Tại em dễ thương nên anh mới như vậy. Chứ nếu không hả, dễ gì chiếm được trái tim của anh đó bí yêu. Anh dễ thương quá. Sao bây giờ em tính đi, mình sẽ đãi đám cưới ở đâu? Chỗ nào sang trọng nhất em cứ nói đi, anh sẽ chiều em. Thôi khỏi đi anh, tốn kém lắm. Sao vậy? Thì anh cũng có danh dự của anh nữa mà. Bạn bè anh mà biết á hả, thì họ xì xầm thì sao? Với lại á, em chỉ cần đăng ký kết hôn, làm vợ anh là được rồi. Số tiền đó mình để dành để đi du lịch, có phải sướng không? Chà, bà xã của tôi lo cho tôi quá hen. Chứ sao, vợ thì phải lo cho chồng chứ. Anh à, mà vợ lớn của anh đang ở đâu nhỉ? Anh cho bà nguyên căn nhà đó luôn, để bà ở với mấy đứa nhỏ, coi như là mình bù đắp cho bà vậy đó. Trời ơi, sao bà sướng quá vậy? Có nguyên một căn nhà luôn. Còn em thì... Thì sao nữa? Nguyên một căn biệt thự vậy mà còn chê nữa hả? Nhưng mà đây là nhà trả góp mà, đâu phải là nhà của em đâu. Em nói vậy anh đừng có buồn nha, tại vì em hay lo nghĩ xa. Nếu như anh ở đây á, thì em không nói gì. Nhưng mà xui xẻo, chuyện gì xảy ra với anh? Có phải là mẹ con em bơ vơ không? Anh đừng có giận em mà. Tại vì em hay lo nghĩ, cho nên mới vậy thôi. Chứ đó giờ em cũng sống trong mất mát, nên em hay lo lắm. Em nói thì cũng có lý. Anh cũng quên điều đó với mẹ con em rồi. Rồi, anh quyết định mua dứt điểm căn nhà này luôn để tặng cho mẹ con em, được chưa, bé yêu? Em cảm ơn anh. Thích chưa? Mẹ ơi, mẹ, mình đi ăn đi. Trưa nay á, mẹ muốn ăn gì nè? Mẹ, trời ơi, thôi mà mẹ con mình đi ăn đi, con đói bụng dữ lắm rồi đây nè. Để mẹ nấu gì cho con ăn nha. Nấu nướng cái gì? Bây giờ hai mẹ con mình đi ra ngoài tiệm ăn để thay đổi không khí mẹ nha. Thôi khỏi. Hồi đó tới giờ, có bao giờ mẹ ra bên ngoài ăn đâu. Mẹ không quen. Không quen á thì dần dần mẹ sẽ quen. Thôi mà, hai mẹ con mình đi ăn trưa đi. Bụng con á đánh trống đì đùng rồi nè. Đi mẹ. Trời ơi, hoa gì mà héo queo héo quắp à. Mà còn hôi nữa. Thôi bỏ đi, để con mua hoa khác về cắm cho mẹ. Mình phải cắm hoa liên tục thì nhà mới thơm tho sạch sẽ được chứ. Gã thế kỷ mới tặng được một bó hoa rồi quên bẵng nó đi.
người tặng vô tình, thì tại sao người nhận phải nhớ? Anh nói là sao? Ba mẹ anh mới ly dị hả? Mới đây thôi. Nhưng mà cái chuyện này cũng không có bất ngờ gì cả. Là bởi vì từ lâu rồi ba mẹ của anh không còn tình cảm với nhau nữa. Chắc là anh buồn lắm phải không? Trời ơi, nếu đổi ngược lại là em cũng không biết làm sao để mình chấp nhận được nữa. Có gì đâu mà không chấp nhận được chứ em. Đời không phải là màu hồng. Và hiện tại bây giờ thì những cặp vợ chồng giống ba mẹ của anh rất là phổ biến. Nhưng ba mẹ của em mới là lạ đó. Sao em thấy lúc này anh khác quá à? Khác sao? Anh không có giống như lúc trước. Em cũng không biết làm sao để lý giải cho anh nữa. Chắc có lẽ là em suy nghĩ nhiều quá đó thôi. Chứ anh thấy mình cũng vậy mà. Em còn gì muốn nói với anh nữa không? Không thì tức tiền đi về. Khoan đã. Còn cái chuyện đến nhà em chơi, ba mẹ em ngỏ lời mời anh kìa. Anh sắp xếp được thời gian chưa? Anh mệt quá. Anh đã nói với em cái chuyện này để thông báo cho em biết. Chứ chi em đã nói ba mẹ em nghe rồi. Em có nói cái gì đâu. Tại ba mẹ hỏi em chứ bộ. Mà nếu như ngay từ đầu anh nói với em cái chuyện yêu đương là cái gì đó xấu hổ lắm, đáng phải giấu giếm, không bao giờ em dám nói với gia đình em đâu. Anh xin lỗi em. Anh không có ý đó đâu. Có lẽ là thời gian gần đây tinh thần của anh bất ổn, cho nên là nhiều lúc anh nói cái gì anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa chứ. Thôi đi. Chắc là anh đang mệt lắm hả? Anh về nghỉ ngơi đi. Chuyện này lúc khác nói. Như vậy đi. Em ơi, tính tiền. Anh sẽ sớm liên lạc với em. Giữ gìn sức khỏe nha. Em biết rồi, anh về đi. Anh đi. Thì ra là nhà anh ở đây. Sao bây giờ anh lại vui vẻ không giống gì lúc nãy giờ? Mẹ không ngờ nên thành phố mình sống lại có nhiều chỗ đẹp như vậy.
Chẳng lẽ từ khi lấy ba, mẹ chưa hề đặt chân ra đây sao? Ở đây là công viên gần nhà mình mà. Ba con đâu có thích một người vợ suốt ngày la cà được. Ba lấy mẹ, đón mẹ từ dưới quê lên và dạy mẹ cách làm vợ, làm mẹ của các con. Mẹ chỉ biết quanh quẩn con đường từ nhà đến chợ, rồi từ chợ về nhà, rồi những lúc đưa tụi con đi học thôi. Vì vậy lúc nào á, ba con cũng khen mẹ là một người vợ ngoan. Thôi, mẹ đừng có nói tới ba nữa, con nghe mệt lắm. Mẹ à, công viên này á cũng là một dạng bình thường thôi, còn rất là nhiều chỗ đẹp và không khí trong lành lắm. Có thời gian con sẽ dẫn mẹ đi, ở đó vui lắm. Thôi con, mẹ không có thích đi xa. Với lại còn nhà cửa, rồi biết bao nhiêu công việc nữa. Thì con không hiểu mẹ luôn á. Con cứ nghĩ là khi mẹ ly dị với ba thì mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn, và con cũng đã cố gắng làm điều đó. Tại sao mẹ cứ phải buồn, mẹ cứ phải thích là ba đánh chửi mẹ? Mẹ thích con cái mẹ chứng kiến sự khổ sở của mẹ lắm hay sao? Mẹ xin lỗi, mẹ không cảm nhận được điều đó. Mẹ xin lỗi con. Thôi được rồi, mẹ hứa là mẹ không có buồn nữa. Tại mẹ chỉ suy nghĩ luẩn quẩn vậy thôi. Không sao đâu con. Thật sự là con không muốn mẹ buồn một chút nào cả. Mẹ hiểu rồi. Thôi, cũng chiều rồi đó, đi về, để mẹ còn lo cơm nước nữa. Kìa, chị Trang Anh về kìa. Cái sĩ Trang Anh, con có tin đồn rồi cô quen với ông Đại Phát điều này là sự thật không ạ? Xin hỏi vậy, giữa cô và ông Đại Phát ai mới là người yêu thật sự của cô, hay là một người bí ẩn nào đó nữa mà công chúng chưa được biết? Ca sĩ Trang Anh, đây là câu hỏi thứ hai. Từ trước đến giờ cô luôn giữ hình tượng là đi lên bằng chính đôi chân của mình, rồi bây giờ cô muốn thay đổi hình tượng hay chăng? Thôi được rồi, tôi xin từ chối trả lời những câu hỏi này, và tất cả những câu hỏi tôi sẽ giải đáp trong live show sắp tới của tôi. Xin chào anh Đại Phát, vậy chúng tôi có thể phỏng vấn riêng anh được không? Tôi... Anh Đại Phát! Anh Đại Phát! Anh Đại Phát! Anh Đại Phát! Yo. Như vậy là mọi chuyện đều tiến triển theo chiều hướng thuận lợi cho cái live show của chúng ta lần này. Sau những cái vụ lùm xùm vừa qua, Trang Anh không những không bị mất phong độ, mà thậm chí cái độ hot của cổ còn cao hơn nữa. Còn tới cả tuần nữa cái live show mới bắt đầu, vậy mà vé đã bán hết rồi, thậm chí vé chợ đen cũng không còn nữa. Tất cả là nhờ anh đó, em cảm ơn anh nhiều nha. Sao em lại cảm ơn anh? Vì anh rất là hạnh phúc khi được làm một cái điều gì đó cho em mà. Thôi bây giờ chúng ta hãy nâng ly một lần nữa để chúc mừng cho mọi thứ đều được thuận lợi. Vô. Dạ. Anh Đại Phát à? Sau cái live show lần này đó, chúng tôi còn nhiều dự định cho Trang Anh nữa. Không biết là anh có dạ hứng để hợp tác với chúng tôi không? Tôi rất vui khi lúc nào cũng là người đàn ông ở bên cạnh Trang Anh. Chị Trang Anh cố lên, lúc nào em cũng luôn ủng hộ chị. Em cũng vậy nữa. Những dự án sau này của chị, em sẽ thiết kế những mẫu thời trang đẹp hơn, hợp với xu hướng thế giới hơn. Cảm ơn hai em nhiều nha. Em mời mọi người ăn bánh. Rồi, ăn đi. Dạ, ăn đi anh. À Đại Phát, ăn đi. Trời, cái bánh đôi lớn vậy ta. Em sao vậy? Thế này chị,
Cái gì vậy? Trời ơi, tao nghĩ trai. Chị, có sao không? Sao lại như vậy được? Có sao không? Không sao đâu, chỉ bị trầy sơ thôi à. Sao được rồi? Em cũng không biết nữa. Cái bánh này là em mới mua mà. Sao lại xui xẻo vậy chứ? Cũng may mà chị không có bị cái gì. Mà sao trong bánh kem lại có mỹ chay? Anh có muốn anh lại với em không? Anh cầm thù công việc ngày mai. Chỉ có công việc đó cho nên anh không được ở lại với em tối nay. Nhưng mà biết làm sao được, công việc mà. Em biết mà, em chỉ nói vậy thôi. Em biết là mình còn nhiều thời gian ở bên nhau mà. Thôi đi về ngủ sớm đi, còn phải lo lắng cho sức khỏe của anh nữa đó. Nhưng mà cái chân em đỡ chưa? Em cũng đỡ rồi, đi hát được rồi mà, anh đừng có lo nữa. Thôi, anh về nghe. Dạ. Ông trời cũng thương mình quá chứ. Kể ra, mình cũng được nhiều người đàn ông yêu thương thật lòng. Mất người này thì còn người khác thôi. Nó còn đang ở trên lầu làm cho hết mấy việc gì đó. Bạn ngồi đi. Tôi nói bà đừng buồn nghe. Tôi với bà mới ly dị nhau mà bà đã quên hết cách pha trà rồi. Dở quá. Bởi vậy người ta nói đàn ông là trụ cột trong gia đình. Phụ nữ mà không có đàn ông thì khó làm nên chuyện. Con chào ba. Thưa ba mới qua. Mẹ pha trà đúng là ngon thiệt á. Mẹ là số 1. Ba, mới qua hả ba? À. Ba, cái chuyện đó đó, ba lo được cho con chưa? Dĩ nhiên, con là con trai của ba phải lo được chứ. Cảm ơn ba. Tuy rằng tôi với bà không còn ở với nhau, nhưng mà tôi cũng phải lo cho con trai của tôi chứ. Chuyện cũng nhỏ thôi, tôi lo cho nó số tiền cũng lớn, để cho nó đi du học. Tôi nghĩ rằng bà đó thì không có đủ khả năng để làm những cái chuyện lớn, thì nhấy cái chuyện nhỏ đó bà cố gắng bà hoàn thành cho nó. Đừng có suy nghĩ nhiều về cái bản thân mình quá, cũng không nên. Con đi du học sao? Sao con không nói gì cho mẹ biết hết vậy? Con đi du học ở đâu? Ngành gì? Rồi chừng nào con đi? Con đi bao lâu? Dạ, con mới đăng ký du học ở bên Úc đó mẹ. Khoa quản trị kinh doanh, con học tới 3 năm lận. Thì ba đã lo cho con về mặt tài chính rồi, không còn lo lắng gì nữa. Chắc có lẽ là ngày mốt con lên máy bay luôn. Tôi cũng không hiểu bà làm mẹ kiểu gì hết. Mọi cái chuyện làm của con mà bà cũng hay biết gì. Không phải là mẹ không hay biết, mà là do anh hai không hề nói cho ai biết hết đó thưa ba. Như vậy thì phải cần xem lại. Tại sao thằng Khang nó ở gần hai mẹ con mà nó không tâm sự gì với hai mẹ con hết? Như vậy là đủ hiểu trong lòng nó ai quan trọng hơn rồi. Dạ không phải vậy đâu ba. Tại vì dạo này con lu bu công việc nhiều quá nên chưa có thông báo thôi. Thực ra cái chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Bây giờ người ta đi du học cũng là bình thường mà. Con đã lớn rồi, con nói ra sợ mẹ lo cho con thêm thôi.
thì con đã có ba lo cho nên con yên tâm phải không? Dạ. Nhưng mà cái điều quan trọng ba nhắc con, học hành phải như thế nào, đừng có để ba phải mất mặt nghe chưa? Dạ con biết rồi ba. Đây con rót thêm. Ê đó. Gì anh vậy? Hai, anh làm gì anh vui vậy? Tao sắp đi du học. Du học hả? Ý định này có từ bao giờ? Từ trước tới giờ em chưa bao giờ thấy anh có ý định đi du học gì cả. Tao có từ lâu rồi, mà tao cũng không cần phải tung hô lên cho mọi người biết đâu. Anh đi đột ngột như vậy, chị Bảo Dung có biết không? Biết chứ. Biết, chị ấy cũng đồng ý cho anh đi. Rồi chuyện của anh với chị ấy sẽ ra sao? Tất nhiên là đồng ý rồi. Thì tương lai của tao cũng là tương lai của cổ mà, phải ủng hộ thôi. Anh làm gì cũng được, đừng làm giống như mấy lần trước là được rồi. Hôm nay mày sao kỳ vậy? Tao thấy đó nha, mày quan tâm tới Bảo Dung nhiều lắm nha. Chứ không phải như là mấy đứa kia, có bao giờ mày bênh vực đâu. Em không biết, nhưng thứ nhất, người ta đã từng giúp mình. Thứ hai, em thấy ở chị Bảo Dung có nét gì đó rất giống mẹ. Chị ấy là người tốt, anh đừng có tạo thêm nghiệp nữa. Tao vậy đó, mà có cả khói đứa xin chết kìa. Còn mày, có minh tình nào chưa vậy? Đặt nói chuyện với tao. Khùng. Ngày mai tới rồi. Mẹ con mình cũng đợi tin vui của ba nghe con. Con đi nha, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe đó, con sẽ thường xuyên liên lạc về. Nè, như online thường xuyên nha, anh sẽ thông tin về cho gia đình biết, gia đình yên tâm. Ok thôi, chỉ sợ anh quên á. Anh định đi taxi ra sân bay hả? Không đợi em với mẹ đưa đi sao? Không cần đâu, mẹ làm như ta là con nít mới lên ba không bằng nha. Gia đình đưa nữa, con đi nha. Nhớ cẩn thận nghe con, có gì á gọi điện thoại gì cho mẹ nghe không? Dạ. Thuê bao quý khách vừa gọi điện.
Chị hai, hôm nay là tới ngày hẹn rồi đúng không? Dạ, anh đã gọi cho chị chưa? Chưa. Trời, vậy sao chị không có chủ động gọi cho ảnh? Khỏi phải chờ đợi gì hết á. Chị có gọi rồi, nhưng mà chắc là anh bận hay sao đó, chị gọi không có nghe máy. Ông xài sim khuyến mãi đúng không? Chị có lưu lại hết không? Thử gọi hết tất cả các số xem. Có, chị thử hết mọi số luôn rồi, nhưng mà cũng tắt máy không có liên lạc được. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, tới nhà ông mau lên. Không được đâu, lỡ như anh đang giải quyết chuyện rồi sao? Không có nhân vị gì hết. Nếu anh yêu chị thật lòng thì sẽ không có giận chịu chuyện này đâu. Đi vô thay đồ rồi đi nhanh với em. Nhưng mà chị Bảo Dung. Chào chị. Chị cho em hỏi anh Tuấn Khang ở nhà không chị? Anh Tuấn Khang hả? Bảo Dung, con tới chơi hả? Con chào bác. Chị em con tới đây để tìm anh Tuấn Khang. Anh Tuấn Khang ở nhà không vậy bác? Anh Tuấn Khang đang trên đường đi ra sân bay để đi Úc du học rồi. Ủa, anh không có nói gì với chị hết hả? Em nói cái gì? Anh Khang, anh lên máy bay đi Úc du học hả? Dạ. Chị hai, chị có sao không? Em đã linh tính rồi mà, chị không có nghe em. Đúng là sở canh. Có chuyện gì vậy con? Con tìm thằng Khang có chuyện gì? Bộ, nó gây ra chuyện gì hả? Chị à, có thể là máy bay vẫn chưa cất cánh đâu. Chị đi với em ra sân bay, hy vọng lần sẽ còn kịp. Chị đợi em nha. Tài à, có thể chạy nhanh hơn được nữa không? Được cô. Anh à, anh có thể chạy nhanh hơn được nữa không? Em trễ rồi. Đèn đỏ mà cô, đường đông lắm, chạy nhanh không được. Có chuyện gì vậy em? Alo, anh hai hả? Anh khoan hẳn lên máy bay nha. Em có chuyện hệ trọng, cần phải giải quyết với anh đó. Alo, 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 anh hai. Anh Khang, đâu hả? Ủa Đức Anh? Dạ. Trời ơi, khỏe không? Dạ khỏe. Lâu quá không gặp em. Dạ. Đâu vậy anh? Anh đi Úc. Đi Úc hả, làm gì? Đi du học. Trời ơi, lớn nhanh đi học gì nữa. Học thì kiến thức chứ. Em đi đâu đây? Dạ em đi xin thăm già. Vậy hả, khi nào về? Đi có 1 tuần à. Ủa còn anh? Anh hả? Được rồi, lâu quá. Chắc cỡ 2-3 năm gì đó, chưa biết nữa. Vậy hả? Thôi cho em số điện thoại của anh đi, có gì anh em liên lạc. Đây, có gì gọi anh nha. Dạ. Nè. Chết rồi, hư rồi. Kẻ mã giao cho người ta rồi làm sao đây? Alo, Bảo Dung nghe đây ạ. Em ơi, áo chị em may xong chưa? Dạ chị ơi, em xin lỗi chị. Chị cho em thêm mấy ngày nữa được không? Em chưa có làm xong. Cũng được, nhưng em phải nhớ nhanh lên đó. Dạ, em cảm ơn chị. Khi nào có em gọi chị liền nha. Thật sự thì anh chưa có chuẩn bị tâm lý. Em không có hiểu hoàn cảnh của anh đâu. Là anh quen với sự cô đơn rồi. Cho nên là anh, những cái chuyện mà gia đình xông về như vậy đây nè, anh cảm thấy là xa lạ lắm. Anh cần phải có thời gian để chuẩn bị.
anh cần phải chuẩn bị là anh nói với anh làm gì trước gia đình của em để họ chấp nhận chuyện của hai đứa mình đó. Em hiểu không? Nhưng mà gia đình em đâu có đòi hỏi gì ở anh đâu. Chỉ cần anh thương em thật lòng là được rồi. Anh biết. Em yên tâm, anh sẽ trả lời cho em trong thời gian sớm nhất. Có tin tức gì của anh Tuấn Khang không chị? Thôi hai người vô nhà đi. Bác làm mẹ mà không biết dạy con. Từ hôm điện thoại cho nó đến nay là cũng đã mấy ngày rồi. Mà nó cũng chẳng thèm liên lạc về nhà nữa. Thậm chí gọi cho nó cũng khóa máy luôn. Thiệt ngại quá. Gia đình em đã tính coi có cách nào nói chuyện cho chị để chị cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà tính tới tính lui thì cách tốt nhất đó là nói ra sự thật. Thật sự thì anh Khang đúng là Sở Khanh. Anh chỉ thích chinh phục chứ không có thích nghiêm túc với ai hết á. Nhưng con đừng lo. Bây giờ con đã là con gái của bác rồi. Đứa bé sẽ là cháu nội của bác. Bác sẽ không để cho nó phải thiếu thốn khổ sở. Con có thể coi bác như là mẹ của con được không? Con cảm ơn bác. Con không có dám oán trách gì gia đình mình đâu. Điều mà con thật sự cần và làm con hạnh phúc là tình yêu của anh Tuấn Khang dành cho con. Nhưng mà bây giờ anh không còn yêu con nữa. Có ép buộc thì cũng sẽ không có hạnh phúc. Mà con của con sẽ càng đau khổ thêm mà thôi. Cho nên con sẽ không dám làm việc gia đình của bác nữa đâu. Con sẽ tự đảm bảo cho cuộc sống sau này của con. Cảm ơn bác. Cảm ơn em đã quan tâm cho con. Tôi còn xin phép. Chị à, em và mẹ sẽ thường xuyên đến thăm chị. Chị giữ gìn sức khỏe. Tôi nói không đúng sao mà bà khóc? Đúng cái gì mà đúng? Bao nhiêu chuyện á, ông đổ hết trên đầu tôi à. Con Dung nó ra nông nổi này á,
ông cũng đổ thừa cho mình tôi à, làm sao? Thế còn gì nữa? Nếu như bà không hối thúc nó, thấy không? Thì làm sao mà nó gấp gáp nó đi tìm, nó gặp phải cái thằng khốn nạn này? Tôi hối thúc hả? Vậy chứ ông không hối thúc à? Ông hối thúc còn hơn tôi nữa đó. Còn thì đó, nhưng mà nó đến tuổi cập kê rồi, nó đến tuổi lấy chồng rồi, thì tôi có hối cũng đúng thôi. Ai về đâu mà nó dễ tin người vậy chứ. Trời ơi, nghĩ sao mà nó gặp ngay cái thằng không tốt một chút nào hết. Ông ơi, bây giờ người tốt với người xấu nó lẫn lộn. Mà con mình á, quanh năm suốt tháng nó cứ ở nhà, làm sao nó phân biệt được ai tốt ai xấu ông? Mà đàn ông mấy ông cũng khổ lắm đi. Khi yêu con gái á ha, tân bốc khen ngợi hứa hẹn thề thốt đủ điều. Hỏi vậy chứ làm sao mà phụ nữ không siêu lòng cho được chứ. Bà nói đàn ông mà bà nhìn tôi là sao? Vậy chứ ông không phải đàn ông. Bà nói đàn ông mấy ông là gì? Vậy chứ tôi nói chuyện với ông tôi ngó ai? Bà vơ được cả nắm, bà nói tôi là đàn ông trong đám đàn ông đó đó hả? Bà nói lại nha. Dù gì nữa bà cũng là tình đầu là tình cuối của tôi nha. Ý cha, tình đầu tình cuối hả? Ừ. Nói như hay thiệt là hay vậy đó nha. Sao? Chẳng qua là hồi xưa người ta nghiêm hơn bây giờ, cho nên á ông cũng phải nghiêm túc thôi, ông không dám giận mặt thôi. Chứ còn cái hồi mà ông mới yêu tôi đó, ông cũng còn dòm qua cái con nhỏ qua khôi của trường, đúng không? Chẳng qua là con nhỏ đó nó không yêu ông, cho nên ông mới cưới tôi đó. Trời đất ơi, chuyện xưa tích cũ. Chuyện cái hồi mà tôi còn trai trẻ, tôi 17 vậy mà cũng nhớ. Tôi tưởng đâu bà là con người vị tha nhân hậu, ai dè đâu bà ghim ở trong người bà cái chuyện này. Tôi thất vọng bà quá đi. Thất vọng hả? Đúng là tôi vị tha nhân hậu, nhưng mà vết thương lòng của tôi phải nhớ chứ ông. Trời ơi, xin lỗi nha. Ông nhìn đi, nếu như ông đẹp trai hơn chút nè, ông giàu hơn chút nè, ông địa vị hơn chút nè, ông làm ông này ông nọ thử coi nè. Vợ ông bây giờ á có được diễm phúc làm vợ ông không? Ừ. Hay ông cưới cái cô qua khôi kia kìa, mà thậm chí bây giờ còn có cả 8-9 cô trẻ ơi trẻ đẹp ơi. Mày im đi. Dài dài ấy ông ơi, ba mẹ ơi đừng có cãi nữa, dài xỉu rồi. Dài hả? Dạ ơi, sao vậy con? Trời ơi con à, trời ơi con à, con à, đi con, trời ơi. Trời ơi sao vậy con? Sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Vậy mà nó không nói với chị một tiếng nào hết á, khổ thân á. Chị mới xỉu hồi nãy, giờ chưa tỉnh lại nữa. Cả nhà em đang tính cách nào ổn thỏa nhất để vượt qua cái thời gian này. À, còn sức khỏe của chị sao rồi? Ừ, thì chị cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may là có anh Duy Tân lúc nào cũng bên cạnh chị chăm sóc cho chị. Tinh thần của chị bây giờ cũng thoải mái rồi. Dạ, chị thôi chị nghỉ ngơi đi. Em cất máy đây. Hôm nào em rảnh qua thăm chị nha. Chắc là bệnh trốn con nào đúng không? Đâu có đâu, đi học mà bậy mà. Em còn lạ với anh nữa. Dạ rồi, anh bận rồi, anh đi trước nha. Ok anh. Có Zalo cho anh. Dạ. Bye. Ok, chào anh. Quay lại đi. Tôi kêu. Anh có nghe em nói gì?
Anh xin lỗi, anh thật sự chưa sẵn sàng để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với em. Quên anh đi. Tất cả anh là anh của tôi, nhưng anh cũng là một tên khốn nạn. Chị Bảo Dung, chị Bảo Dung, chị Bảo Dung, anh Tất cả, chị Bảo Dung, chị tỉnh lại đi, chị Bảo Dung. Chị hai, chị sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Bác thay mặt thằng Khang xin lỗi con. Bác cũng không ngờ là nó gây ra chuyện này cho con. Nó gây ra chuyện này thì nó cũng không trốn tránh được cả đời đâu. Còn đứa bé là vô tội, nó sẽ được nuôi nấng chăm sóc tử tế. Con đừng có lo gì hết. Chị à, chị yên tâm đi. Đợi anh qua tới bên đó, em sẽ liên lạc hỏi cho ra lẽ chuyện này. Thế giới bây giờ nhỏ lắm, anh cũng không có chạy được đâu đâu. Chị à, chị đừng có lo nha. Con cảm ơn bác, cảm ơn em đã quan tâm. Nhưng mà bây giờ con không thể nào suy nghĩ được chuyện gì nữa. Con mua ở một mình. Chị à, chị à, chị nằm nghỉ thêm một chút nữa đi. Em cũng có chuyện muốn nói với chị. Chị cảm ơn em. Chị biết gia đình của mình là người tốt, nhưng thực sự bây giờ chị chỉ muốn ở một mình thôi. Chị hai, chị hai muốn về nhà hả? Để em đưa chị về. Em đi về trước đi, chị không muốn về nhà. Chị em muốn đi đâu? Để em đưa chị đi. Làm ơn đi. Chị hai, chị hai, chị hai. Bảo Minh. Mùa xuống khói mờ, một người em đã bước qua bao nhiêu vui buồn, chết ngất men say tình yêu. Dấu yêu xưa giờ đây khuất xa xa mờ, trách ai kia tình yêu em ra đùa chơi. Dẫm lên hoa hồng gái, men say tình xa vắng rồi. Bàn chân em qua bóng tối, những toan tính trong phút giây đã xa một ngàn. Chung khơi đường về đêm đêm khẽ bước, có ai còn đứng trong vơi, và em nhận ra mình em trong bóng đêm buồn. Cơn gió cát cuốn in dấu chân người, và cơn phong ba bao tan gió trên một đài, giống một lâu đài trên cát con. Đừng rời xa anh nha. Em có biết là lần đầu tiên gặp em, cái trực giác của anh mách bảo rằng nếu như không phải là cô gái này thì sẽ không là một ai khác, sẽ làm vợ, làm mẹ của các con anh được. Bảo Dung à, nếu như có thể, anh xin em hãy biến ước mơ của anh trở thành sự thật nha. Anh cần có một người vợ, một gia đình thật sự, để anh còn lo cho công việc của nhà, gia đình và chính bản thân của mình nữa. Và em nhận ra mình em trong bóng đêm buồn. Cơn gió khát cuốn đi dấu chân người, và cơn phong ba bao tan
gió tan mong đợi. Giấc mơ lâu đài trên cát, con sông cuốn đã trôi đi theo dòng đời. Chắc chiều những lời ru buồn và ngọn nến mãi lung linh trong hồn. Sẽ nâng niu tình ấm trong hoài mơ, lối em đi đường đêm mịt mù sương khói mờ. Một ngày em đã bước qua bao nhiêu vui buồn, chất ngất men say tình yêu. Như dấu yêu xưa giờ đây khuất xa xa mơ. Trách ai kia tình yêu em ra đùa chơi, dẫm lên hoa hồng gầy men say tình xa vắng rồi. Và chân em qua bóng tối, những toàn tình trong phút giây đã xa hơn ngàn chung khơi. Anh tặng cho em đó. Sao anh lại tặng quà cho em? Nhân dịp sinh nhật. Không phải đâu, hôm nay không phải là sinh nhật của em. Sinh nhật của anh. Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của anh thiệt hả? Trời, sao anh không cho em biết? Em không có chuẩn bị gì hết á. Được ở bên cạnh em như vậy là món quà lớn nhất của anh rồi. Vì anh quá yêu em cho nên anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Em hãy cho anh cơ hội để anh thực hiện tình yêu của anh dành cho em nhé. Chúng ta sẽ là vợ, là chồng. Chúng ta sẽ có những đứa con thật là dễ thương. Chúng ta sẽ là một gia đình thật là hạnh phúc. Bây giờ cuộc đời của em là của anh rồi. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Anh biết trách nhiệm của mình là như thế nào mà. Không biết gì vậy, có sao không nữa? Tất cả là tại tôi mà. Nếu tôi nói cho chị ấy biết về bộ mặt thật của Tuấn Khang thì chị ấy đã không ra nông nổi này rồi. Cũng không có tự trách mình như vậy được. Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, không thể can thiệp quá sâu. Nhưng vấn đề của em lo ngại đây là chị hai tính quá yếu đuối và mong manh. Em không biết làm cách nào để giúp cho chị hai nữa. Con à, nếu như con chưa nói được bây giờ thì thôi vậy, để lúc khác rồi hả nói. Con không có sao hết á. Thưa bà, thưa mẹ, con xin thưa với ba mẹ chuyện này. Vì chuyện này cũng không để lâu được. Ba mẹ có nhớ là cách đây một thời gian con có nói với ba mẹ là con đang có chuyện vui trong tình cảm. Ba mẹ nghe nói con có người yêu mới thì ba mẹ cũng mừng lắm. Ba mẹ tin tưởng ở cái sự lựa chọn của con mà. Chắc chắn đó là người tốt. Phải, con đã tin tưởng với người đàn ông đó. Nhưng mà bây giờ tụi con
Tụi con chia tay rồi ba mẹ ơi. Trong tình yêu á, không nói trước được điều gì. Để thành vợ chồng với nhau á, thì cũng phải có duyên có nợ con à. Thôi con đừng có đau buồn lắm mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha con. Trong tình duyên á, làm gì làm cũng phải có gặp trắc trở. Thôi ba mẹ không có hối thúc con nữa đâu. Con cứ thoải mái mà lựa chọn đi. Chắc chắn thế nào con cũng sẽ gặp được người phù hợp với con mà. Hả? Đúng không bà? Hả con? Không đâu ba mẹ ơi, con đã có thai với người ta rồi. Sao? Có thai hả? Không sao đâu con. Đứa bé dù gì nó cũng là máu mủ của gia đình mình. Con đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con đi vô trong con nghỉ đi. Tại vì con nói như vậy là ba mẹ hiểu rồi. Tại vì con nói đột ngột quá cho nên ba mẹ cũng chưa có chuẩn bị tâm lý. Vậy thôi. Không sao đâu con. Con đi vô trong nghỉ đi con. Mẹ, con xin phép mẹ. Có tín hiệu rồi mẹ. Alo. Alo. Anh có nghe em nói không? Alo. Nghe rồi. Rõ lắm. Không cần phải hét to như vậy đâu. Liên lạc được với anh á, em mừng quá mà. Em tưởng anh trốn luôn cả gia đình ruột thịt này rồi chứ. Nói gì quá đáng vậy? Em nói vậy á là con nhẹ cho anh đó. Thì vừa mới qua đây phải ổn định chú ăn chú ở đàng hoàng rồi mới liên lạc về nhà được chứ. Vậy còn chuyện tình cảm anh tính sao đây? Thì tao đã nhắn rõ ràng như vậy rồi, cô đọc thì phải hiểu chứ. Rồi còn chuyện đứa bé, nó là con của anh đó anh hai. Ai biết được cổ khờ như vậy đâu. Thời buổi này quan hệ nam nữ mà không có chịu đề phòng gì cả. Trời đất ơi, anh nói cái gì mà giống như con nhà vô giáo dục vậy hả? Ê, con nhỏ mất dạy kia, nói chuyện với anh hai mày kiểu đó đó hả mày? Mẹ nè con. Khang à, em con á nó nóng quá cho nên nó nói chuyện thô lỗ vậy thôi. Nhưng mà trong chuyện này á, con không thể nào con trách nó được. Bởi vì á, trong chuyện này là con sai hoàn toàn rồi. Bây giờ con bỏ đi như vậy có sao được con? Mẹ à, chứ con phải làm sao bây giờ? Con chưa hề có ý định lập gia đình ngay lúc này. Với lại bây giờ con cũng chẳng còn tình cảm nhiều với Bảo Chung nữa. Cổ thành vợ con thì chỉ khổ thêm cho cổ thêm thôi. Nhưng còn đứa bé thì sao con? Dù sao nó cũng là máu mủ của con mà. Mẹ, ý con là dù sao việc Bảo Dung lỡ mang thai thì cũng ngoài dự kiến. Chưa có sự chuẩn bị nhiều về mặt tâm lý. Đứa bé có ra đời mà lại không có cha thì cũng bất hạnh lắm. Dù sao thì cũng mới là tháng đầu thôi. Chưa ra hình hài gì cả. Mẹ làm ơn mẹ lựa lời khuyên quấy giùm đi, giải quyết giùm con đi. Tiền bạc vào giữa con sẽ gửi về đền bù cho bé xứng đáng. Trời đất ơi, con nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy Khang?
Con nói như vậy á, có nghĩa là con giết chết con ruột của con rồi đó. Trời khổ quá. Biết ngay là con nói ra là mẹ sẽ không hiểu được tư tưởng hiện đại của giới trẻ hiện nay mà. Mẹ đưa đây. Nè, anh giả mang vừa tôi nghe chưa? Em không ngờ anh có thể nói ra được những lời như vậy. Dù sao đó cũng là cháu của mẹ và em. Mẹ con em và chị Bảo Dung sẽ nuôi nó. Coi như cha của nó đã chết mất xác rồi. Anh đi đâu được á thì đi luôn đi nghe chưa? Anh đừng có về nhà này nữa nghe chưa? Đúng là cha nào con nấy, giống nhau y hệt à. Chị Bảo Dung mà được ông này lấy về á thì cũng chuốc khổ vào thân thôi.